Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ ảnh thẻ hào quang của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Bộ ảnh thẻ này bao gồm 10 tấm ảnh Mika và có in hai mặt. Mặt trước là hình của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, mặt sau là in hình phác đồ yêu thương 2660. Bộ ảnh thẻ này 10 tấm có tặng kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng màu. Thì kích thước của mỗi cái tấm ảnh Mika này là 8cm x 5,5cm. Nó giống như một cái tấm thiệp và chúng ta có thể để vào trong ví và chúng ta có thể mang đi khắp nơi được. Và mình xem những tấm này á, nó rất là chắc chắn, bạn thấy không nào? Mặt sau có in cái hình phác đồ yêu thương này. Phác đồ yêu thương 2660 có nghĩa là gì? 26 có nghĩa là cái huyệt ở giữa hai đầu cung mày, giúp cho chúng ta ngủ ngon, an thần, tha thứ. Huyệt 26 cũng chính là huyệt hạ huyết áp. Huyệt 60 chính là huyệt của phản chiếu của tim. Khi chúng ta tác động vào 60 cũng có nghĩa là tình yêu thương. 2660 chính là phác đồ yêu thương. Và chúng ta đọc 2660 cộng với mong muốn của mình thì đây chính là cái phác đồ yêu thương của diện trần. Rồi chúng ta xem mặt trước thì in hình của thầy Bùi Quốc Châu. Đây là những cái bức hình chụp thầy ở các không gian khác nhau, rất là đẹp và nét các bạn ạ. Các bạn xem những cái hình này, tại sao trong các phòng diện trần của những người thầy diện trần hoặc là những người học trò, học viên hay những người thầy thuốc diện trần lại hay treo hình thầy? Tại vì người ta thấy rằng treo hình thầy trong nhà, thấy rằng cái không gian nó ấm cúng và cũng là như là một cái sự biết ơn tới người thầy, vị ân nhân của nhân loại đã phát minh ra những phương pháp như diện trần, ẩm thực dưỡng sinh, thai giáo và các phương pháp của Việt y đạo, rồi những hệ thống tâm ngôn của thầy đã giúp cho mỗi người có thể thay đổi được sức khỏe theo chiều hướng tốt đẹp và giúp cho tinh thần của mỗi người an yên nhờ vào những lời dạy của thầy. Nó giống như là một cái sự tri ân, sự biết ơn đối với thầy. Cho nên các phòng diện trần bao giờ cũng in những tấm hình rất là to của thầy ở trong phòng. Và khi mà treo hình thầy trong phòng, người ta cũng cảm nhận được rằng cái không gian trong phòng nó ấm cúng và cảm giác cái năng lượng trong phòng nó tăng cao lên và hiệu quả chữa cho bệnh nhân nó cũng cao. Và những tấm hình hào quang này chúng ta sử dụng như thế nào? Thì mỗi một tấm hình hào quang nó có một cái tác dụng khác nhau. Có tấm hình là dương, có tấm hình là âm. Dương là chuyên để cho những người âm hoặc gặp những vấn đề về âm thì mình sẽ sử dụng những tấm hình dương này, và mình sẽ áp những tấm hình dương này lên những cái bộ phận nó đang có vấn đề hoặc là lên các vùng phản chiếu. Các bạn chú ý là không được quay cái ảnh ngược ảnh chân dung của thầy xuống dưới, chúng ta luôn phải đặt xuôi như này. Mình tác động, mình áp lên cái bộ phận nó đang bị đau và chúng ta không dùng nó áp vào những các bức ảnh này lên các vùng nhạy cảm. Chúng ta trong diện trần chúng ta có những cái vị trí phản chiếu đồng ứng rồi, cho nên chúng ta chỉ cần áp vào những cái vùng phản chiếu thôi. Ví dụ chúng ta đau lưng, chúng ta áp vào mũi chẳng hạn, đúng nào? Đấy, hoặc là chúng ta đau vai, chúng ta áp vào cái đầu cung mày đó. Những bức hình này rất là đẹp và trong cái tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm thì có chú giải chi tiết nhé. Các bạn có thể xem ở trong cái tờ hướng dẫn này, đọc cái tờ hướng dẫn này đó. Chúng ta có hai cách dùng, chúng ta áp nhẹ vào da hoặc khoảng cách khoảng 1cm tại các vùng đang đau, có bệnh, vùng đồng ứng hay phản chiếu, với bệnh khoảng 1 đến 2 phút cho đến khi thấy cảm giác thông thường, ấm, nóng, mát, lạnh, tê và giảm các triệu chứng đó. Nếu không có cảm giác gì, triệu chứng tăng lên thì đổi hình khác, dương làm ấm, âm làm mát. Ví dụ chúng ta quan sát hình này, chúng ta thấy ngay là hình dương rồi. Đó, bổ sung năng lượng cho các vấn đề, cho các triệu chứng mà chúng ta thuộc âm. Rồi hình này là thuộc âm, có tác dụng điều chỉnh và bổ sung năng lượng cho các vấn đề về thuộc dương. Rồi hình này là hình dương, rồi hình này là hình âm các bạn này. Rồi hình này là hình có tính dương, hình này là hình âm, hình này là mang tính dương và hình này là mang tính âm. Hình này là mang quân bình âm dương. Đây chính là hào quang của thầy Bùi Quốc Châu do bà bác sĩ Xia vẽ tại Pháp tháng 10 năm 2015. Thì bà ấy thì là người có cái khả năng thiên bẩm từ nhỏ là nhìn thấy cái hào quang của mọi người. Ngay trong bản thân mỗi chúng ta đây, mỗi người đều có hào quang. Tuy nhiên ấy, nhờ tập âm dương khí công đây là hơn 50 năm rồi, cho nên người thể phát ra những cái hào quang rất đẹp như thế này. Và như vậy là người ta đo trên người thầy, người ta thấy năng lượng phát ra rất là xa. Và bà ấy nhìn thấy cái hào quang của thầy phát ra không có giới hạn, không thể nhìn thấy bến bờ của cái hào quang này và nó rất là đẹp. Và màu vàng là màu tượng trưng cho cái màu trí tuệ, màu của người phát minh. Và hai bên vai của thầy như hai bên đôi cánh thiên thần đang nâng đỡ. Đó, rất là đẹp. Và khi những người mà tập khí công và những người có năng lượng ấy, thì khi mình ở cạnh những người đó thì mình cảm thấy rất là khỏe khoắn, rất là dễ chịu. Và người ta thấy rằng ấy,
người ta đo trên người thầy, những cái người thuộc bên năng lượng, bên cảm xạ đo trên người thầy, người ta thấy là có năng lượng, và những bức hình chụp thầy người ta cũng thấy phát ra năng lượng. Và như vậy khi mình để những cái hình này trong ví, mình cũng cảm thấy rất là yên tâm và mình cảm thấy rất là khỏe khoắn. Đó, người ta có cái niềm tin và như vậy, và người ta đã có trải nghiệm qua thời gian như vậy. Và đây là bàn tay của thầy, một bàn tay rất là đặc biệt với những cái đường chỉ tay rất đặc biệt, và nhìn những ngón tay thầy mình thấy rất là đẹp. Đây là bàn tay của một con người có trí tuệ kiệt xuất và một người ân nhân của nhân loại. Như vậy mình vừa giới thiệu với các bạn về bộ tranh Hào Quang của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Bộ tranh này nó giống như những cái vật kỷ niệm để chúng ta trao tặng cho nhau. Chúng ta có thể phóng to những hình để chúng ta để trong nhà, hoặc chúng ta có thể để những hình này giống như những tấm cát để chúng ta đặt ở trong ví của chúng ta mang đi khắp nơi, cho ta sự yên tâm, và nó cũng là có năng lượng để giúp cho chúng ta được khỏe hơn và cho chúng ta vững chí trên những cái bước đường dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.